Chào các anh yêu thích bật lửa đẹp của Ambe Shop. Hôm nay thì em làm một clip giới thiệu đến các anh top 5 mẫu Zippo bán chạy nhất của nhà em. 5 mẫu này nó rất là vừa túi tiền với rất là nhiều anh, cũng như là nó rất là dễ dùng với tất cả mọi lứa tuổi. Nhiều anh du nào mình cũng có thể dùng được. Chính vì vậy nó sẽ là ở top 5 vị trí bán chạy nhất và nó sẽ không bao giờ lỗi mốt cả. Chính vì vậy các anh lựa chọn những cái sản phẩm, những cái mẫu mã này rất là an tâm vì không lo mỗi lỗi mốt qua thời gian dài sử dụng. Và thêm nữa là nó cũng rất là dễ dàng vệ sinh, làm mới lại khi mà mình cần làm mới lại cho nó sạch sẽ hơn một chút. Thì các mẫu này có mã hàng là 169, 162, 200, 250 và một mẫu có mã hơi dài một chút là 28496. Mẫu này mã hàng cũ là 127Z127 ở trên website nhà em. Thì lần lượt các mẫu ở đây. Các mẫu này là các mẫu cơ bản là chủ yếu thuộc dòng Classic hoặc là dòng Armor, nhưng mà nó sẽ làm trơn. Vì vậy nó sẽ rất là phù hợp với lại nhiều anh. Đây ạ. Trong thời gian dài vừa qua thì tất cả các mẫu này thì đều được các anh lựa chọn rất là nhiều. Ở trên này thì khi mà nhìn qua đây thì các anh cũng có bắt đầu thấy có những cái mẫu rất là giống nhau, đúng không ạ? Hai mẫu này rất là giống nhau. Đấy. Nhưng mà một chiếc là ở dòng Classic và một chiếc là dòng Armor. Nếu mà các anh chưa biết cách phân biệt ở dòng Classic và dòng Armor thì các anh có thể truy cập website ambe.vn hoặc là các anh xem clip ở trên kênh YouTube Ambe Bật Lửa Đẹp về cách phân biệt dòng Armor và dòng Classic cho em nhé. Đơn giản lắm. Ở đây thì mẫu đầu tiên là mẫu Classic về trơn bóng, và mẫu này cũng là Classic. Hai mẫu này thì bằng tiền nhau và giá rẻ nhất, hiện tại rẻ nhất ở nhà em là 450.000 đồng thôi, cực kỳ rẻ. Vẫn là hàng chính hãng của Zippo Mỹ, dùng rất là chất lượng và rất là tốt. Đặc biệt là đối với các anh mới tập chơi thì mình không quá phải chi nhiều. Mình chơi một thời gian rồi, khi mình am hiểu nhất định về Zippo, mình có một chút lượng kiến thức về Zippo rồi thì mình chuyển lên những cái mẫu đẹp hơn thì cũng là một cách lựa chọn an toàn và tốt cho mình. Bởi vì nếu như mình không biết chơi, mình đầu tư vào một chiếc đắt quá thì nó cũng rất là lãng phí. Còn tiếng kêu thì các anh cũng phải qua thời gian sử dụng thì tiếng kêu nó mới được khẳng định, bởi vì là tiếng kêu nó phụ thuộc vào rất là nhiều về cách chơi của mỗi người chơi. Thì tiếng kêu nó phụ thuộc vào cái độ mài mòn của các chi tiết như này. Chính vì vậy là những người sành Zippo thì sẽ có những cái tiếng kêu hay hơn những người bình thường khác. Vì vậy là các anh sẽ tập cho mình những cái thói quen mở nắp. Đấy, nhờ cái bước mở nắp cũng rất là quan trọng để tạo ra một âm thanh hay. Đó, ở đây thì tiếng kêu rất là thanh, dòng Classic là tiếng kêu đỉnh nhất rồi. Ở đây thì các anh nếu mà chưa biết cách phân biệt thật giả thì các anh có thể xem clip hướng dẫn phân biệt thật giả trên kênh YouTube của Ambe luôn. Tất cả mọi thứ đều có hỗ trợ ở trên kênh Ambe, chính vì vậy nhu cầu của anh như thế nào thì các anh cứ xem ở trên kênh YouTube giúp em. Hai mẫu này là hai mẫu trơn. Hai mẫu trơn này thì các anh có thể khắc lên trên sản phẩm, thì các anh có thể khắc logo, tên, số điện thoại hoặc là khắc hình ảnh. Thì các anh có nhu cầu khác thì các anh vui lòng liên hệ cho nhân viên của shop để được biết và cũng như là được hỗ trợ. Và tiếp theo thì là đây là một mẫu Armor. Mẫu này có mã hàng là 127. Cái mẫu này thì là đồng khối và đồng vỏ dày xước bụi. Cái bụi rất là hay, cái màu gam màu nó hơi thiên về cổ điển một chút, rất là thích hợp với các anh yêu thích sự cổ điển. Vỏ dày bánh xe chéo luôn các anh nhé. Hàng chính hãng, dùng rất là ok và rất là tốt. Vì vậy các anh hoàn toàn là yên tâm để sử dụng. Đó. Ruột vàng. Tiếng kêu cũng rất là đầm. Ở đây thì cũng có một dòng Armor khác, đây là chiếc Armor vỏ dày trơn xước, bốn xung viền xung quanh vẫn là bóng. Rất là đẹp và rất là thanh lịch. Cũng là dòng vỏ Armor, 850.000 đồng thôi, dùng rất là ok luôn, ổn định, các anh được bảo hành trọn đời. Ngoài ra thì các anh còn được hỗ trợ bảo hành ở bên Ambe Shop, đó là lỗi một đổi một trong vòng một tháng sử dụng đầu tiên. Đây là cũng một dòng Armor, đây là mẫu đồng trơn bóng bản siêu chạy luôn, rất là nhiều anh thích mẫu này. Đấy, đồng trơn bóng luôn, vỏ đồng, vỏ dày. Mẫu này mà anh nào làm văn phòng thì đặc biệt là thích hợp, bởi vì rất là thanh lịch, nhã nhặn cũng như là sang trọng và đẳng cấp luôn. Đồng trơn bóng Armor vỏ dày.
Các anh lưu ý là bật chế độ Full HD lên để xem thông tin chi tiết về hình ảnh cũng như là các góc cạnh khác nhau của sản phẩm giúp em nhé. Các mẫu hàng này nếu như mà các anh muốn xem mã hàng chi tiết thì khi mà em nhắc đến cái mã sản phẩm nào, các anh vui lòng gõ cái mã sản phẩm đấy vào ô tìm kiếm của kênh ambe.vn thì các anh sẽ xem được hình ảnh chụp sắc nét ở các góc cạnh khác nhau. Khi mà đặt hàng thì các anh cũng lưu ý giúp em là mình phải nhớ chính xác mã sản phẩm thì bên em giao hàng đến nơi mới đúng ý theo yêu cầu của các anh và đúng mẫu của các anh cần. Mã sản phẩm cũng rất là quan trọng đấy ạ. Tất cả các mẫu bên em quảng cáo thì đều có mã sản phẩm các anh nhé. Em nhắc lại một chút, mẫu này có mã hàng là 169 các anh nhé. Amor vỏ dày trơn bóng, có mã hàng là 169. Mẫu này là Amor vào vỏ dày bạc trơn xước. Cái mẫu này có mã hàng là 162. Cái mẫu này có mã hàng là Amor vỏ dày xước bụi. Và mẫu này có mã hàng là mã cũ của nhà em là Z127 và mã mới đó là 28496. Các anh nhớ chính xác mã cho em để bên em giao hàng đúng ạ. Mẫu này có mã hàng là 200. Mẫu này mã hàng là 200. Bạc trơn xước dòng classic, dòng vỏ thường. Ở đây cũng vậy là dòng vỏ thường trơn bóng, mã hàng là 250. Mã hàng là 520. Trơn bóng, cái màu trơn bóng này cực kỳ được nhiều anh yêu thích luôn, lựa chọn cực kỳ nhiều luôn. Quá là rẻ luôn vì các anh nếu như tính ra một chiếc Zippo này em tính các anh sử dụng trong khoảng 5 đến 7 năm thôi, không cần phải chọn một cuộc đời đâu. Các anh chia cho em 800 chia cho lấy lại khoảng 5 7 năm rơi vào vài nghìn ngày, rất là rẻ luôn, các một ngày các anh chi không đến 1.000 đồng. Các anh nhá. Thì cái này là hàng chính hãng và Zippo cũng là một trong những thương hiệu nổi tiếng và chất lượng cực kỳ tốt cũng như là bền. Chính vì vậy các anh nên đầu tư cho mình một chiếc bật lửa chính hãng. Giá thành không phải là đắt, chính vì vậy là dùng vừa đảm bảo vừa an toàn mà lại còn đẳng cấp nữa. Đấy, anh nào mà kết cái sản phẩm nào vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này kèm theo mã sản phẩm thì bên em sẽ hỗ trợ giao hàng cho các anh trên toàn quốc. Hoặc là các anh có thể là đặt mua luôn ở trên website giúp em. Vào website xem thông tin sản phẩm và đặt mua luôn giúp em nhé. Anh nào mà muốn tiết kiệm thời gian thì gọi cho số theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều.